cái bo này là chưa hoàn thiện này. Đây, mình có hoàn thiện một bo này. Đây là cái mạch cầu H mình chuyên sử dụng để mình test. Xài con IGT 75T65. Nguồn AC và DC vào, áp cao ở đây này. Đây nó có tích hợp cái nguồn cấp trước luôn trên mạch luôn. Đây đầu ra này. Đấy. Mình cắm mà mình thử luôn nhé. Chạy luôn. Test thử luôn. Đầu ra kết nối với máy hiện sóng. Xin 50Hz có khởi động mềm. Tắt này. Lúc vẽ cái bo này quên không thêm một cái bóng LED báo vào. Đấy. Nó chạy nó không có đèn đóm gì. Mình sẽ vẽ thêm một cái bóng đèn LED báo hoạt động ở đây nữa. Xin chuẩn 50Hz. Xin rất là đẹp. Cuộn cảm lọc là 1mH. Chỉ cần cuộn cảm bé thôi. Tại vì cái mạch này nó băm tần số cao ấy. Cao NGS. Chức năng chống chập thì vẫn đầy đủ. Nó có cái bóng báo ERR này, EROS này. Thì khi mà chập thì nó sẽ ngắt đầu ra, nó không chết sò của mình và nó sẽ báo lỗi. Đây, chập này. Đó. Thì cái đèn báo lỗi nó sáng lên và cái đầu ra nó sẽ bị mất. Muốn khởi động lại thì chúng ta sẽ phải tắt mạch đi. Đợi nó tụ nó xả hết điện. Rồi chúng ta sẽ bật tiếp thì cái mạch nó lại tiếp tục hoạt động này. Đó. Tụ nó ra cho 20 và chập lại nhé. Đó. Thì khi chập thì ngay lập tức thì cái bóng đèn báo LED này nó lại sáng lên. Mà nó ngắt đầu ra. Đấy, báo lỗi mà. Tắt này. Bật này. Nó lại tiếp tục nó chạy bình thường. Đấy, ngắt này. Đó, tổ phát. Ngắt thì nó lại báo lỗi. Đấy, nó rất là tin cậy. Sau tầm một tuần thì mạch in đã về đây. Đấy, 5 cái. Mạch này mình đặt tên nó là PIC 002 nhé. Tại vì là chân của nó thì mình làm cho nó giống cái con EGS 002 17 chân này. Đó. À, mặt sau này nó có cái tùy chọn tần số 50-60Hz và cũng như là tùy chọn khởi động mềm. Mặt trước thì chúng ta sẽ có lái ốp tụ quang 4 con. Đây là cái phần bảo vệ sử dụng LM339 này. Và cái đầu não của nó là một con PIC 16F88 ở chỗ này. Bên cạnh thì nó là con thạch anh chạy 16M.
Đây này con pick của nó này. Đó. Con pick này con pick 16F88. Thì con pick này sẽ được hàn vào đây. Và mình sẽ ngồi mình hàn hết những cái linh kiện ngoại vi đây. Thì các bạn có thể mua những cái hộp đựng linh kiện này này, rất là tiện. Gần bật cái là nó lên nắp luôn. Đó. Rất là tiện đúng không? Dùng xong thì chúng ta lại đóng vào. Đấy. Rất là chắc chắn nhé, nó không rơi được linh kiện ra. Cái hộp này mình thấy rất là ưng. Sau khi mình hàn hết tất cả các linh kiện này, các bạn nhìn thấy là các linh kiện đã được hàn hết rồi. Còn bốn cái con 8 chân này, nó là bốn con mình đang sử dụng con tên là P250. TP250. Đây gắn nốt vào đây là xong. Mình gắn lên trên cái đế. Mình cũng chưa là tự tin này cái code của mình nó hoàn hảo ấy. Thì không biết đâu được thì có thể nó bị lỗi thì nó có thể chết con lái này. Do đó mình sẽ làm cái đế này để dễ dàng có thể thay thế. Lắp bốn con lái vào đây là xong. Và đây là cái dăm để kết nối đầu ra. Bo này là chưa hoàn thiện này. Mình có hoàn thiện một bo này. Đây là cái mạch cầu H mình chuyên sử dụng để mình test. Xài con IGT75T65. Nguồn AC và DC vào áp cao ở đây này. Đây nó có tích hợp cái nguồn cấp trước luôn trên mạch luôn. Đây đầu ra này. Mình cắm và mình thử luôn nhé. Chạy luôn.